Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, kể từ giữa tháng 4 năm 2020, Cộng sản Trung Quốc đã loại bỏ hơn 500 thánh giá ở nhà thờ trong một chiến dịch nhằm loại bỏ biểu tượng Kitô giáo khỏi con mắt của công chúng. Cộng sản Trung Quốc tiếp tục say máu trong việc loại bỏ thánh giá khỏi các nhà thờ của các Kitô hữu và ở những nơi công cộng như ở các bệnh viện do người Công giáo xây dựng trước đây. Theo thống kê từ nguồn tin GCA News, chỉ trong vòng 3 tháng, Cộng sản Trung Quốc tháo gỡ thánh giá ở nhiều nhà thờ của tín hữu Công giáo và Tin lành ở thành phố Anh Châu, tỉnh Chiết Giang, ngoại trừ một nhà thờ được xây dựng hơn 100 năm trước và được xếp vào hạng di sản quốc gia là không bị gỡ bỏ, trước hành động xâm phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản. Hiệp hội yêu nước Công giáo Trung Quốc cũng như Hội đồng Giám mục ở Trung Quốc đều không đưa ra một lời phản đối nào. Các giáo sĩ này muốn yên thân và họ không muốn đụng chạm đến Cộng sản trị ở Trung Quốc. Vẫn có một số linh mục can đảm cùng giáo dân bảo vệ thánh giá và đã thông báo cho Đức Giám mục Giáo phận hay tin, nhưng các giám mục không có hành động nào mạnh mẽ. Như trường hợp của cha Joseph, cha sở ở thành phố An Huy đã cùng giáo dân bảo vệ thánh giá và ngài nói rằng một khi thánh giá bị gỡ xuống khỏi nóc nhà thờ thì không còn là biểu tượng của nhà thờ Công giáo nữa. Nhưng khi cha Joseph thông báo việc này cho đức cha của giám mục An Huy, thì vị giám mục chỉ nói rằng hãy chụp ảnh để lưu lại bằng chứng nếu chính quyền đến gỡ thánh giá. Đức giám mục bày tỏ sự bất lực của mình khi đối đầu với Cộng sản. Cộng sản Trung Quốc buộc các tín hữu phải thay thế 10 điều răn của Chúa bằng lời của ông Tập Cận Bình. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc tấn công chống lại các Kitô hữu bằng cách buộc họ phải bỏ 10 điều răn trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thay vào đó là các trích dẫn của ông Chủ tịch Tập Cận Bình, cơ quan giám sát đàn áp tôn giáo Peter Winter cho biết, và báo cáo rằng hầu hết các nhà thờ, hội thánh ở Trung Quốc đều chịu sự giám sát của chính phủ. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô giáo ở Trung Quốc chống lại bằng mọi giá. Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy sự tận tụy, trung thành với lãnh đạo, ngăn chặn các Kitô hữu đặt hy vọng vào tôn giáo, cụ thể là Đức Chúa Giêsu. Các tín hữu cho biết nhiều hội thánh đã bị đóng cửa vì không thực hiện yêu cầu của chính phủ về việc thay thế 10 điều răn bằng các trích dẫn của ông Tập Cận Bình. Một số hội thánh bị chính phủ đe dọa đưa vào danh sách đen, các tín hữu thì bị cản trở cụ thể việc đi lại, học hành, việc làm của họ và con cháu họ sẽ bị hạn chế nếu từ chối hướng dẫn chúng đi theo chính sách quốc gia hiện tại. Bất tuân mệnh lệnh nghĩa là phản đối chính phủ và nhà nước Trung Quốc. Một nhà truyền giáo Tin lành cho biết, chính phủ quyết tâm tiêu diệt cộng đồng cơ đốc bằng cách thay thế thần học và kinh thánh của họ bằng học thuyết chủ nghĩa xã hội mà họ cho rằng sẽ chữa trị cho cơ đốc giáo và cơ đốc nhân. Bước đầu tiên của chính phủ là cấm các kết nối tôn giáo. Sau đó, họ tháo dỡ thánh giá ở các nhà thờ, hội thánh xuống, thay thế bằng cờ Trung Quốc, bảng giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và ảnh của ông Tập Cận Bình. Chính phủ cũng đã lắp đặt camera giám sát, theo dõi các tín hữu và các hoạt động tôn giáo, buộc gấp rút thay thế 10 điều răn bằng các bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, mục tiêu cuối cùng là trở thành Thượng Đế, điều mà ma quỷ luôn thích thú thực hiện. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.